Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Bác Đầu Thất Tinh của tác giả Tư Độ Yên Phần thứ 7 Hồi thứ 21 Nam Hải Song Kiếm Mặc dù những mũi tên bắn về phía ngũ thiếu kỳ ở cự ly gần kinh lực mạnh nhưng không làm cho ngũ thiếu kỳ lúng túng đã biết trước diêu sâm thế nào cũng phóng tên nên ngũ thiếu kỳ đã vận thiên cang thần công nên bảo hộ khắp châu thân đồng thời song trưởng của trang lại đẩy ra một chiêu cực kỳ xảo diệu Mời mấy mũi tên độc gặp luồng khí hộ thân của ngũ thiếu kỳ lại bị trưởng lực của trang cuốn xoáy lại đã quay đầu bắn ngược về phía điểm xuất phát với sức mạnh khủng khiếp một tiếng gào man dợ dạ cất lên diêu sâm bị chính những mũi tên của mình cắm vào người hét nên đau đớn nhào lăn ra đất chết ngay ngay lúc ấy ngũ thiếu kỳ nghe mấy tiếng kêu đau đớn chàng sực tỉnh ngộ vội chạy lại nâng ngay vị trưởng lão của hoa sơn phái dậy rồi chàng vung tay điểm lên mấy huyệt đạo trên người họ để ngăn không cho độc tố lan truyền chàng quay lại phía thi thể của diêu sâm lục trong áo ra một bình sứ nhỏ chút ra hai viên thuốc màu lục cho hai trưởng lão uống mỗi người một viên rồi sau đó hai tay ôm hai người Ngô Tiêu Kỳ lao vào giữa cánh rừng ấy. Mới được khoảng 10 trượng chẳng nghe tiếng rên yếu ớt. Ngô Tiêu Kỳ ngoặt vào nơi ấy thì thấy có một tòa miếu cổ. Trước điện thờ đổ nát của miếu cổ có một người râu tóc bơ phở. Áo quần rách nát đang ngửa ngồi nửa nằm dựa vào bệ thờ. Trước mặt người ấy là một bó đuốc bằng gỗ thông nhúng nhựa thông bốc cháy đùng đùng khói bốc mổ mịt. Người ấy chính là thiểm điệm thư Ngô Tung và tiếng riêng yếu ớt vừa cất lên cũng chính là của ông ta ngũ thiếu kỳ vừa đặt hai trưởng lão kia xuống lấy ngay ra một viên quy nguyên hoàn đưa gần miệng ngô tông khe khẽ kêu ngô lão tiền bối ngô lão tiền bối nghe tiếng gọi của ngũ thiếu kỳ ngô tông cứ ngơ ngác một lúc rồi mới hỏi vị nào gọi đấy vãn bối là ngũ thiếu kỳ đây ôi ngũ đại hiệp đấy à thế còn diêu sâm ác quỷ đâu rồi ngô tiền bối yên tâm tên ác quỷ diêu sâm ấy đã chết rồi Vãn bối sẽ giúp cho tiền bối chữa thương nhé Thiệp điện thủ Ngô Tông lắc đầu nói Ngũ đại hiệp Tên ác quỷ ấy định dùng nửa ngưỡng thịt lão phu Cái gì còn có thể cứu Chứ đôi mắt lão phu e rằng Ngũ thiếu kỷ nói Ngô tiền bối đừng lo Vãn bối dùng quy nguyên hoàn của thất tinh chân nhân Để chữa trị cho tiền bối đấy Quy nguyên hoàn à Ngô Tông há hốc mồm kinh ngạc khỏi lợi dụng cơ hội ấy ngũ thiếu kỳ đẩy ngay viên thuốc vào miệng ông ta rồi vỗ ngay vào lưng ông một trưởng nói gấp ngô tiền bối hãy mau vận công để giúp chất độc mau tới các nơi bị thương thế đi ngô tung liền làm theo lời của ngũ thiếu kỳ ngay thấy trên điện thờ có để ít rượu và thức ăn ngũ thiếu kỳ liền đổ ít rượu vào miệng hai trưởng lão kia để dẫn thuốc giải độc rồi giải khai huyệt đạo cho họ bảo họ vận hành công lực tức khắc hai trưởng lão nọ liền y lại làm theo Chừng hơn hai khắc sau, cả ba trưởng lão của Hoa Sơn phái đều từ từ mở mắt ra. Đặc biệt là Ngô Tông, ông đưa mắt nhìn xung quanh một lúc. Thế hai vị trưởng lão kia ngồi sau lưng mình, lúc ấy mới tin đấy là sự thật. Ông ta đứng bật dậy vái dài một cái nói. Ngũ Đại Hiệp, nhờ có Đại Hiệp mà Hoa Sơn Tam Lão chúng ta mới có ngày hôm nay. Mới sống được với Giang Hồ, từ nay dù nước sôi lửa bỏng, nếu Đại Hiệp cần chúng ta không tử nan. Ngũ thiếu kỳ né sang bên tránh đại lễ của ông ta nói, xin Ngô tiền bối đừng nói thế ván bối không dám nhận đâu. Sau đó Ngũ thiếu kỳ nói cho họ biết khả năng trưởng môn của họ đã lên Thái hành sơn, họ nóng lòng đòi lên ngay thì chàng cản lại nói ba vị đừng nên lộ diện để ván bối thay ba vị tìm bạch trưởng môn, lúc nào tìm được sẽ báo cho ba vị đón trưởng môn về Hoa sơn. Ba vị trưởng lão này là sư thúc của trưởng môn, đồng thời là hộ pháp nhưng phái hoa sơn mấy trăm năm gần đây ít có nhân tài cao thủ võ lâm danh tiếng đó là vì sau khi hoa sơn luận kiếm trưởng môn nhân của họ bại dưới thiên tinh kiếm của võ đương thì xấu hổ không truyền thụ tuyệt học cho hậu thế nên hôm nay đây ngoài tài năng khinh công ra họ chẳng có công phu nào đáng giá ngay cả kiếm pháp bất truyền bảy hai thế huyền thiên kiếm cũng không còn uy lực nữa mặc dù đó là một pho kiếm pháp không thua thiên tinh kiếm thiên căng trưởng một tí nào Biết thực lực của mình như vậy Nếu lên Thái Hành Sơn cũng chỉ vâng chân kẻ khác Nên họ gật đầu nhìn chàng nói Ngũ Đại Hiệp nói vậy Chúng tôi cũng không lên đó nữa Thì lo cho sự an toàn của trưởng môn nhân Ngũ Thiếu Kỳ vòng tay nói Dù bất tài ngũ mỗ xin đảm bảo Sự an toàn cho trưởng môn của quý bang phái Xin các vị cứ yên tâm Câu trả lời này của Ngũ Thiếu Kỳ Hoàn toàn chống ý của ba vị trưởng Lão Hoa Sơn Phái Nên họ chẳng nói gì thêm vội vã quay đi còn ngũ thiếu kỳ cũng quay lại tìm ngựa vội vã lên đường đến canh tư thì tới một thị trấn nhỏ đêm thu lạnh lẽo sương gió đầy trời chàng vẫn quyết định vượt qua trấn ấy đi luôn nào hay có hai chiến mã phi tới trên lưng là hai hán tử tuổi trên năm mươi họ cứ phóng ngựa thẳng vào chàng ngũ thiếu kỳ giật mình đưa ngựa sang bên đường nhường lối hai người ấy cứ tự nhiên phóng ngựa qua luôn hình như họ nghĩ ngũ thiếu kỳ phải có trách nhiệm nhường đường cho họ và chàng cũng thấy kính lão nhường đường cho họ là phải đạo họ qua rồi chàng giật ngựa ra giữa đường vô tình ngoái đầu nhìn lại thì giật mình chàng thấy hai người kia dừng ngựa đưa mắt hung ác nhìn chàng giận dữ cặp mắt sáng ngời sắc lạnh quả là một đôi cao thủ ngũ thiếu kỷ nghĩ vậy qua gương mặt họ chàng thấy đó là những kẻ không lương thiện và vì thế để cho chúng đi gấp là tạo điều kiện cho chúng làm điều xấu chàng định lên tiếng thì đang nghe một trong hai kẻ ấy hỏi nhau Người xem có phải là tên tiểu tử ấy không? Ngũ thiếu kỷ hơi giật mình nhưng vẫn không dừng ngựa lại. Chàng lại nghe người kia nói. Tên này trông không có thần sắc, thiếu khí thế. Không giống con nhà luyện võ. Thôi đi nhanh lên, đừng để mất thì ra chúng ta còn nhiều việc phải làm gấp. Chàng đang chưa biết xử trí thế nào. Thì thấy một con hẻm nhỏ. Chàng liền giật cương đưa ngựa vào hẻm nhỏ đó. Rồi vọt lên nóc nhà nhìn theo thì thấy hai kẻ ấy ghé vào một khách điếm. Ngũ Thiếu Kỳ đạp lên mái nhà đầu tưởng lao lại phía khách điểm đó. Ngũ Thiếu Kỳ phóng người đến nhẹ nhàng đắp xuống khách điểm ấy. Chân chưa đứng vẫn đang nghe có tiếng cười khẩy cất nên. Ngũ Thiếu Kỳ đã thấy hai kẻ ấy nhìn chàng nói gì đó. Một kẻ chán còn in vết đao chém thành sẹo đắc ý nói. Thế nào ta có nhìn lầm không? Lão kia gần giọng ho khan một tiếng. Khuôn mặt âm độc lại càng âm hiểm hơn. Ngũ Thiếu Kỳ thấy thế nên công tay hành lễ hỏi có phải nhị vị là Nam Hải Song Kiếm? Lão già mặt có nốt ruồi xanh gật gật đầu nói, tiểu tử mắt ngươi sáng đó, đúng chúng ta là Nam Hải môn hạ gọi là Nam Hải Song Kiếm đây. Hơn mười năm trước Nam Hải Song Kiếm vào Trung Nguyên, hai tay kiếm liên thủ đi đến Thái Sơn đến Cao Sơn, Thiên Sơn như đến chỗ không ngậy võ lâm Trung Nguyên được một phen mở rộng tầm mắt. Đến lúc chúng lên thiếu lâm tự, thì mới bị giới đao của thổ tọa đạt ma viện khổ nhân đại sư in lên trán mới bớt hung hăng lui về đảo hải nam ai ngờ mười năm sau họ lại xuất hiện tại đây vào giờ này hai vị lão cao nhân quá là nhiệt tình giờ này mà còn lo làm việc ư lão có vết sẹo trên trán cười khẩy nói chẳng có việc gì nào phải gấp cả đã gặp được ngươi thì không có việc gì là gấp nữa lão có nốt ruồi xanh trên mặt chỉ vào nốt ruồi đó nói lão phu là thanh long âm văn còn đây là lão nhị bạch long cảnh vũ nam hải song kiếm còn được gọi là hải nam song long thấy ngũ thiếu kỳ vẫn tỏ ra ngang tảng nhìn họ nói hai vị muốn tìm ngũ mỗ làm gì thế bạch long cảnh võ nói với giọng mỉa mai mấy hôm nay danh tiếng tiểu tử vang động tây bắc và cả nửa vùng hải sơn chúng ta tìm ngươi với mục đích là hả hả ngươi là kẻ thông minh chắc đoán ra rồi chứ ngũ thiếu kỳ gật đầu hiên ngang nói các người từ ngàn dặm tới đây định rửa cái nhục mười năm về trước tại thiếu lâm tử nên định mời ta để thử chiêu trước chữ gì được ta sẽ không tể hai ngươi thất vọng muốn kiểu gì cũng được nhưng trước khi thấy cho ta biết các việc mà các vị muốn giải quyết gấp là việc gì thanh long âm văn nói cũng thế thôi chúng ta trước tiên muốn bắt trưởng môn hoa sơn để dụ ngươi xuất hiện như vậy có nghĩa là Bạch Tố Hoa đang ở khách điếm này. Ngũ Thiếu Kỳ không muốn làm kinh động nàng ta. Nên gật đầu nói với Hải Nam Song Long. Các ngươi đã gặp ta rồi vậy là tốt. Nào chúng ta ra mảnh đất trống phía ngoại thành để nói chuyện cho vui ở đây làm ổn kẻ khác. Hải Nam Song Long gật đầu. Ngũ Thiếu Kỳ phi thân đi trước ra ngoài thị trấn. Lúc này mặt trăng đã lên ở đằng đông. Cách hai dặm ở phía đông thị trấn là một cánh rừng táo hoang. Ngũ Tiêu Kỳ cất tiếng hú cao vút tận trời xanh gọi hải Nam Song Long tiến vào rừng táo hoang ấy vòng tay nói. Nam Hải Song Kiếm công lực cái thế, liên hoàn Song Kiếm vô địch thiên hạ. Ta hôm nay được thỉnh giáo quả là hân hạnh, chỉ đáng tiếc. Thanh Long thấy chẳng ngừng lời liền nói, ngũ đại hiệp có điều gì băn khoăn. Đáng tiếc với hai vị, uy danh chỉ quá ngắn, trang mỉa mai. Xin ngũ đại hiệp nói rõ hơn tí nữa đi nào, Bạch Long tức giận dù tức giận nhưng lại gọi là đại hiệp điều đó phải chăng nam hải song kiếm đã phần nào không phục tài khinh công của ngũ thiếu kỷ chàng ta nhướng mày nói đáng tiếc hai vị uy danh hiển hách vậy mà chịu khuất phục dưới thái hành sơn chủ hãy im mồm hết thanh long rồi đến bạch long hét lên nói ngươi đừng coi thường song kiếm của chúng ta chúng ta có giao tình với sơn chủ từ lâu rồi lần này ông ta tỏ ra kính trọng mời mọc chúng ta đến đây thì có gì không đúng chúng ta đâu phải bắn thân cho sơn chủ để dựa dẫm để kiếm miếng ăn ngũ thiêu kỳ có chủ đích gật đầu nói hiện nay ở trung nguyên thật là nhiều việc ngũ mỗ xin khuyên hai vị hãy lo bảo trọng tránh cơn sóng gió này rời khỏi võ lâm trung nguyên để giữ gìn uy tín thanh long âm văn gật đầu nói mười năm trước một nhát đao ở Tiếu lâm tự còn ghi vết ngũ đại hiệp có lòng tốt như thế huynh để ta xin ghi nhận chỉ cần ngũ đại hiệp bảo đảm cho một chuyện huynh đệ ta xin làm theo ý đại hiệp ngay hãy cứ nói ra đi ngũ thiếu kỷ thúc hắn ta đóng cửa điện thiếu lâm tự từ nay về sau trên giang hồ không còn danh hiệu thiếu lâm tự nữa thanh long lạnh lùng nói yêu cầu của nhị vị quá thân phận rồi điều ấy chứng tỏ võ lâm trung nguyên lắm chuyện thật đấy nào xin mời hai vị ra tay đi hai vị tự phụ có tài năng coi thường võ lâm trung nguyên Vậy tài hạ xin lỗi quý vị trước nhé. Thanh Long cởi gần. Hay lắm, hay lắm. Việc hôm nay chúng ta thề không liên quan đến công việc của Thái Hành Sơn. Đây chỉ là trận đấu của chúng ta. Ông Văn cười khởi một tiếng tay phải khe uốn. Trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ kiếm quang lấp lánh kiếm khí lạnh buốt. soạt một tiếng nữa, cảnh võ cũng đã tuốt trường kiếm khỏi vỏ. Ông Văn cười một tiếng rất hiểm ác nói. Mười năm nay huynh đệ ta luyện kiếm để rửa nhục lời thấy không thể phá được họ ngũ kia chúng ta xin đắc tội phẩy ngay lập tức cảnh võ đã lập thế ở phía trái hơi trách về trước âm văn kẽ rung lấy kiếm như móng bạc mũi kiếm như ngàn vì sao xỉa tới ngũ thiếu kỳ ngưng thần sắc khít một hơi chân khí tông ra một quyển thế kiếm của âm văn thi triển theo công vị trung công thanh kiếm bỗng chữ nặng từ dưới đưa lên triển khai một chiêu thành ba thức nhanh như gió nặng như núi và lắt néo khó lượng song quyền của ngũ thiếu kỳ biến theo thế kiếm lên xuống nhịp nhàng đầy đủ nội lực chính vào lúc ấy cảnh võ dung kiếm kiếm chiêu bỗng xuất có lẽ đây là lần đầu tiên sau mười năm rèn luyện cả hai cùng liên thủ xuất chiêu nên kiếm phong nghe giận người kiếm khí mạnh như núi sập kỳ ảo vô cùng ngũ thiếu kỳ lúc đầu không thể ngờ công lực của đối phương lại thâm hậu đến nhường ấy chàng định biến quyền thành thiên cang thần trưởng để chấn thương họ nhưng lại sợ chọc giận họ thì từ ngay lại thêm đa sở nên lúng tống đâm ra bị động thanh long quả chẳng hổ danh thanh kiếm trong tay như con rồng bay lượn lúc nặng lúc nhẹ lúc cứng như thép lúc mềm mại uyển chuyển như nhuyễn tiên lúc xuất chiêu nghe như sấm động lúc nhẹ nhàng không một hơi gió rít kiếm quang dày đặc vây lấy ngũ thiếu kỳ kiếm khí cổ bạch long lạnh buốt nặng nề kiếm quang không ngừng lóe sáng như một màn tuyết trắng mũi kiếm luôn luôn điểm tới mọi yếu huyệt trên người ngũ thiếu kỳ dồn dập bức ngũ thiếu kỳ phải lùi lại hơn ba bước ngũ thiếu kỳ lùi đúng ba bước tránh xong kiếm ba chiêu hô to một tiếng quả nhiên danh bất hư truyền âm văn cởi khẩy nói nếu người qua nổi mười chiêu của liên thổ xong kiếm thì ta nắm kiếm xin chịu thua ngũ thiếu kỳ cười khẩy nói theo lời ngươi thì dù ngũ mỗ có kém cũng sẽ tiếp đủ mười chiêu của hai vị âm văn nghênh mặt nói ngươi để cho thiên cang trưởng lực vô địch thiên hạ sao ngươi lại không dám thi triển nghe nói ngươi là môn hạ võ đương sau này dùng thiếu lâm thần quyền ngũ thiếu Kỳ nói ngay khỏi nhọc lòng tiếp chiêu đây nói rồi tung ra một đường quyền trân trọng vào giữa lưỡi thanh trưởng kiếm trên tay hắn bức ông văn lùi lại năm bước hắn đâu biết ngũ thiếu kỳ tuy phát thần quyền nhưng đã phát tới mười hai thành thiên căng thần công lại cộng thêm sự tức giận căm phẫn của hai ngày qua nên uy lực mạnh mẽ vô cùng đúng lúc ấy cảnh võ lao tới xuất hay chiêu cực ác Ngũ Thiếu Kỳ thấy sát bên mé trái kiếm khí lạnh buốt như muốn phá tổng lớp cương khí hộ thân, chàng đâu dám chủ quan thầm khen công lực của Nam Hải Song Kiếm Thâm Hậu, chuyển một đường quyền qua đối phó với cảnh võ để âm văn thoát hiểm. Ngay lúc ấy âm văn đã bay vọt lên không rồi, từ trên cao độ ba trượng thanh kiếm bóng đứng yên cắm thẳng xuống. Ngũ Thiêu Kỳ đưa mắt nhìn thấy thế kiếm cực kỳ uy mãnh, kiếm quang chói mắt xanh lẻ, toàn bộ phần đỉnh đầu của mình lọt vào vùng kiếm khí chàng thấy trên đầu mình như có một tảng băng nặng hàng vạn cân nhọn hoắt trượt xuống đầu mình áo quần trên người chàng bay phần phật như sắp rời khỏi thân thể đang lúc ấy cảnh vót đột ngột lật người trở lại đưa một đường kiếm như một cơn sóng dữ nóng như thiêu như đốt cố đẩy ngược thân hình ngũ thiếu kỷ bay lên không trung nam hải song kiếm tung ra hai thế liên hoàn một trên một dưới bức ngũ thiếu kỷ vào tử địa nam hải song long đẩy ra hai luồng kình lực như muốn xé nát cơ thể ngũ thiếu kỷ Hồi thứ 23 Yến Sơn Tam Hữu Ngũ Thiếu Kỳ biết đây là thức thượng hạ giao trinh tuyệt đỉnh cao thâm của liên hoàn song kiếm bất giác kêu thành tiếng tuyệt chiêu hai mũi kiếm cứ chĩa thẳng vào chàng một trên một dưới mà sao thấy như ngàn vạn mũi kiếm trên dưới trái phải ngang dọc bất kỳ vị trí nào trên người chàng huyệt đạo nào trong cơ thể chàng cũng đều nằm ngay dưới mũi kiếm của họ đây là chiêu tuyệt kiếm của họ họ thành danh cũng nhờ chiêu này Ngũ thiếu kỷ hít mạnh một hơi chân khí, hai chân đứng vững như động mặt ngẩng lên chạy, cả thân hình như một mũi tên bay xéo lên về phía bên phải, thân hình cũng xoay theo về mé phải. Nam hải song kiếm mỗi người theo thế kiếm của mình xuất ra mười mấy chiêu liên hoàn, kiếm quang che kín một vùng rộng lớn, kiếm khí kinh thiên động địa vây phủ thân hình ngũ thiếu kỷ. Ngũ thiếu kỷ lắc mình tránh thoát vùng tử khí thì rơi xuống đất chân chàng vừa chạm mặt đất đã khé điểm thân hình lại bắn xiên về bên phải thêm mấy bước nữa soạt soạt mấy tiếng vạt áo của chàng bị xẻ mấy đường dài ba tấc ông văn lắc cổ tay thu thanh kiếm trở về đứng sững tại chỗ mặt lạnh như băng thần sắc khoảng loạn hắn như không còn tin ở mắt mình nữa không làm sao thấy được ngũ thiếu kỳ đã làm cách nào thoát được lưới kiếm đó hải nam song long nhìn nhau không hiểu điều gì xảy ra Riêng ngũ thiếu kỳ thoát khỏi lý kiếm ấy mà không ra tay sát thổ quả là một kỳ tích. Chàng cũng cảm thấy ngạc nhiên về công lực và thân pháp của bản thân chàng. Ngay lúc ấy âm văn lại hét lên. Chiêu thứ tám. Thanh Long âm văn không dám nhận là ngũ thiếu kỳ đã vượt hết cả mười chiêu. Qua chiêu liên hoàn ấy ngũ thiếu kỳ vẫn chưa dùng đến thiên cang thần trưởng. Đó là điều mà họ song Long chẳng sao hiểu được. Ngũ thiếu kỳ tay trái tóm lấy vạt áo bị rách tay phải quạt nhẹ mấy chẳng như phẩy tay thất vọng mặt thoáng hiện một nụ cười vì chàng không hề có ý định sát hại họ nhưng họ hải nam song long thì lại quyết chí không giết chết chàng không thể được chính sự độc ác và bất chấp ấy của song long mà chàng giận dữ thanh long âm văn cởi lạnh lẽo nói công lực của ngũ đại hiệp âm mỗ chưa từng thấy qua âm mỗ không phục vô cùng nhưng thức ấy âm mỗ tự nhận chưa bằng bây giờ âm mỗ xin lập một thức khai chiêu nữa xin đại hiệp chuẩn bị qua cách nói ấy chàng thấy rõ nếu không hạ gục chàng Nam Hải song kiếm không bao giờ chịu thôi. Chàng giận dữ ngẩng đầu lên cười một chàng giải nói. Hà hà hà. Nam Hải song kiếm, kiếm thuật vô song. Đúng là anh hùng vô địch nhưng các vị lại nuôi dã tâm. Nếu như hai chiêu này các vị không thắng thì xem ra ngày hôm nay chúng ta không thể không phân ra thắng phổ. Thanh Long âm văn cười khẩy nói. Thôi đừng phí lời vô ích hãy xuất chiêu đi. Ngũ Thiếu Kỳ đưa song trưởng lên hướng về phía âm văn quạt nhẹ nhẹ một trưởng. Trưởng này xem ra chẳng có một tí sức lực nào. Nhưng đối diện với chàng là thanh long âm văn. Hắn ta tái mặt hét to lên một tiếng. Lão cảnh song long đài châu. Chẳng nghe cảnh võ ở hờ chỉ thấy một đường kiếm êm như gió thoảng. Kiếm khí nặng như ngàn cân áp vào bên trái chàng. Kiếm ảnh như tuyết làm chàng muốn hoa cả mắt. Ngay lúc ấy âm văn nhanh như điện. Thanh long kiếm nhẹ nhẹ xỉa tới nhưng ẩn chứa một sức mạnh hùng hậu so với châu húc còn mạnh mẽ hơn nhiều ngũ thiếu kỳ nhận ra điều đó chàng thấy kiếm chiêu kỳ dị vô cùng nên đâu dám sơ xuất hai tay một hạ một thượng thuận theo thế kiếm mà thi triển vừa nhìn thấy chiêu thế của ngũ thiếu kỳ hơi lạ âm văn liền kêu to thiên cang trưởng cảnh võ ngạc nhiên vô cùng khi nhận thấy thanh kiếm của hắn bị một sức mạnh vô bờ kìm chế lại lúc ấy cũng chính là lúc chiêu song long đại châu vừa triển khai được đúng một nửa mũi kiếm đâm tới vừa khéo đón ngay thế kiếm của âm văn xỉa tới đúng lúc đó thế chẳng có ngũ thiếu kỳ giải tỏa thế kiếm của âm văn bỗng chuyển nhanh như tia chớp miệng hắn hét lên chiêu thứ mười ngũ thiếu kỳ ngầm nhận thấy âm văn ngay dưới trưởng lực của chàng đã phản khách vi chủ nam hải song kiếm dùng đến lô hỏa thuần thanh thì muốn phân thắng bại chỉ còn có chiêu này ngũ thiếu kỳ hai trưởng giao nhau vận mười thành công lực Sở chiêu lợi hại nhất trong thiên cang thất thức là Phượng Hoàng Phi. Đồng thời ngay lúc ấy một tiếng hét trói tai. Hai thanh trường kiếm như dòng lượn trên mây kiếm quang sáng trói quận tới. Lúc ấy trong phạm vi mười trận trời đất tối sầm lại. Dông tố nổi lên ẩm ẩm. Kiếm quang tắt phột. Tiếng giết của kiếm phong lặng yên. Trời đất bừng sáng trở lại. Mọi vật lại bình thường. Âm văn tay hoành ngang thanh long kiếm. Bên chân là cảnh võ đang nằm miệng chảy ra một vòi máu hai chân co giật liên hồi âm văn ngồi thụp xuống đưa tay sờ lên ngực cảnh võ thê thảm kêu lên lão cảnh đôi mắt cảnh võ trắng đục đi hai mi mắt khép lại âm văn hét lên một tiếng lão cảnh hãy đợi một chút ngươi không thể chết chúng ta thanh long âm văn ôm sắc cảnh võ trừng trừng căm phẫn nhìn ngũ thiếu kỳ thâm hiểm gạo lên tên họ ngũ kia ngươi đã dùng độc thủ sự việc này giữa ta và ngươi chưa thể kết thúc rồi ôm lấy thi thể của cảnh võ hán chạy ra khỏi khu vận táo nhắm hướng đông bắc chạy vụt tới có thể nói từ ngày hạ sơn ngũ tiêu kỳ mới gặp phải một trận đấu cực kỳ nguy hiểm và cũng thắng lại hoàn toàn như vậy khi vào trận chàng không nắm được cơ sở chiến thắng mà cầm chắc cái chết trong tay có thể nói kiếm thuật của thanh long âm văn là của đại gia kiếm thuật đương đại thiên hạ đệ nhất kiếm nếu so với Châu Húc thì Châu Húc xưng Hồng thiên hạ là nhờ uy danh của pho kiếm thiên cổ thất chuyển thất tinh kiếm pháp. Còn âm văn lại nhờ vào chân bản kiếm thuật, nhờ cả vào một đời lăn lộn truy rèn tuyệt học. Âm văn ra đi, ngũ thiếu kỳ than một tiếng dài cảm khái đưa tay lau mổ hôi chán chạy vội về phía thị trấn. Ngựa của song long vẫn còn đó, cả khách điếm chìm trong giấc ngủ giật bắn cả người. Chàng nhìn thấy năm bóng người từ hậu viện vọt lên trong đó có hai người hình như đang đỡ một người nữa. Ngũ Thiếu Kỳ trong lòng vô cùng lo lắng vì với kinh nghiệm bản thân thì năm người này đều là cao thủ trẻ tuổi. Chàng cho rằng bọn họ đến đây là uy hiếp chàng và người hiện bị họ bắt ép kia là Bạch Tố Hoa Cô Nương. Ngũ Thiếu Kỳ lao về phía bọn họ quát to như sấm, hãy để người kia lại nếu không sẽ chết hết. Chàng lao tới nhanh như lưu tinh, chỉ chốc nát đã sát sau lưng bọn người kia, nhưng bọn chúng cũng nhanh chỉ thoáng chốc đau vọt hết nên nâng ngựa phi đi mất rồi. Ngũ Thiêu Kỳ cũng không dám chậm trễ vọt lên nâng ngựa đuổi theo. Khi chàng đuổi ra khỏi thị trấn thì bọn kia đã cách xa chẳng hơn 30 trượng xa. Sương đêm bao phủ không gian mở mở tối. Nhưng chàng đuổi thì cậu ly giữa chàng và bọn người ấy càng gần lại. Sương mỗi lúc một dày hơn tầm nhìn không quá mười trượng. Tiếng võ ngựa vọng lại chỉ còn cách chẳng hơn 15 trượng. Dưới ánh sương mờ chàng nhìn thấy xa xa kia có một đỉnh núi và con đường cái hình như chỉ dẫn tới đó mà thôi chạy thêm năm sáu dặm nữa tuy khoảng cách giữa họ càng gần hơn nhưng vẫn chẳng nhìn rõ được họ là ai chỉ biết họ đã vào đường núi phía trước mấy kỵ sĩ lúc ẩn lúc hiện chẳng cố vận nhẫn lực để nhìn thì không khỏi ngạc nhiên ở phía trước chỉ khoảng tám trượng là ba hán tử trung niên như vậy là thất lạc đâu hai người nữa rồi đúng ra là bốn vì hai người cưỡi ngựa còn ôm thêm hai người nữa hán tử phía trước hãy đứng lại mau nghe tiếng quát ba người cưỡi ngựa dừng lại quay đầu ngựa lại đoán chẳng Ngũ Thiêu Kỳ cưỡi ngựa sông tới, nhìn người đứng giữa của ba kỵ mã. Hắn đưa cặp mắt màu độc nhìn kẻ bên tay mặt thoại. Lão Phương tiểu tử này kêu ai đấy? Gã mập ấy nói, hình như là gọi tổ ra ra của nó. Nghe vậy Ngũ Thiêu Kỳ tức tối vô cùng cười lạnh một tiếng chẳng nói gì. Tên đứng giữa hỏi, ngươi tìm chúng ta làm gì? Ngũ Thiêu Kỳ cố nén giận hỏi, các ngươi còn hai người nữa chạy đâu rồi? Đi gặp thân mẫu người đấy Tên to béo trả lời đẻo giả rồi tiếp. Chúng ta chẳng còn ai khác nữa. Ngươi đã nghe tiếng Yến Sơn Tam Hữu chưa? Cả đời chúng ta chỉ có ba người không muốn kết bằng hữu với ai thì làm gì có ai nữa nào. Ngũ Thiếu Kỳ nghe tiếng nói của hắn giới thiệu tôn sưng ngoại hiệu mà ngắn ngẩm trong lòng. Yến Sơn Tam Hữu là ác thần tung hoành cả một miền mênh mông phía Bắc. Họ là những người quái tính kiêu ngạo cực kỳ không hiểu tại sao lại đầu nhọc khuất phục thái hành sơn chứ. Ngũ Thiếu Kỳ biết họ là Yến Sơn Tam Hữu thì cố giữ bình tĩnh hỏi thẳng. Các vị cũng như Nam Hải song kiếm ham lễ vật của Tiền Lam mà đến đây trợ giúp cho hắn ư. Một lão gầy gầy gật đầu nói, tiểu tử này cũng tinh mắt đấy chứ. Trong bọn họ công lực cao cường thâm hậu nhất là lão đại có tên gọi cầu nhiệm hoành hán thiết quyền tăng môn tả công tiêu. Thứ hai là gã có thân hình gầy ốm mặt đen, độc thích vị lam nhất phong còn gã to béo như cục mỡ kia tên gọi là lãnh diện diêm la phương tiêu trưởng lực cực kỳ độc đáo thiết quyền tăng môn cởi hinh hích khỏi tên họ ngũ kia ngươi đuổi theo chúng ta làm gì ngũ thiếu kỳ tức giận thành công gàn giọng lạnh lùng nói để giết ngươi ôi chao ôi tả công tiêu kêu lên quái dị rồi thân hình hơi hơi nhích động nhảy xuống đất đưa hai tay vẫy vẫy quát hay lăn xuống đây Ngũ Thiếu Kỳ cất tiếng khinh mạn, nhảy xuống mặt đường hít một hơi chân khí thật dài, nén cơn giận đang trào dâng trong lòng xuống nói: Đại trưởng phu đã dám làm thì phải dám nhận. Trưởng môn nhân Hoa Sơn có phải do các ngươi bắt đi không? Tả Công Tiêu gật đầu quát, cũng coi là thế đi. Vậy cô nương ấy đâu? Ngũ Thiếu Kỳ hỏi. Đưa lên Thái Hành Sơn rồi. Đi theo con đường nhỏ qua cánh đồng dâu phải không? Nghe Ngũ Thiếu Kỳ hỏi vậy, Tả Công Tiêu gật đầu xác nhận. Ngũ Thiếu Kỳ cảm ơn rồi vòng tay nói. Thịnh tình của ba vị ngũ mẫu xin cảm tạ sẽ có ngày báo đáp xin cáo biệt. Lời vừa dứt chưa kịp lên ngựa, bên tay chẳng đã nghe một tiếng quát ra lệnh. Đánh! Lập tức tiếng gió rít lên, độc châm của Lan Nhất Phong đã bắn tới rồi. Độc châm chia làm hai, một bắn vào người ngũ thiếu kỳ, một bắn vào con Tuấn Mã. Thân hình ngũ thiếu kỳ vừa vọt lên không, hai chân xoạc ra định ngồi trên yên ngựa. Thì lạnh mình khi thấy độc châm phóng tới, chàng không kịp vận thần công để đánh bạt độc châm đi nên đánh hít thêm một luồng chân khí mỗi chân điểm lên yên ngựa thân hình bay vút lên cao bắn xiên ra xa hơn năm trượng mấy tiếng hí vang lên thê thảm con ngựa của ngũ thiếu kỳ ngã lăn ra đất bốn chân dãy giụa lăn lộn rồi chết ngũ thiếu kỳ đang ở trên không vô cùng căm phẫn chàng uốn người đáp ngay xuống đất tung ra một trượng kinh hồn không gian trong vòng mười trượng như vỡ toác ra Yến Sơn Tam Hữu rú lên một tiếng ba người chạy vọt sang ba phía né tránh cái chết. Ngũ Thiếu Kỳ đang cơn giận, thân hình vọt lên trước hơn ba thước, trọng lực của chàng hướng thẳng vào Lam Nhất Phong ập tới. Bỗng bổ một tiếng, bỗng bổ một tiếng Lam Thích Vị đã vọt lọt xuống đáy nước. Nghe tiếng nước réo lên, Ngũ Thiếu Kỳ cũng giật mình khi chợt nhận ra mình cũng đang đã bắn người theo Lam Thích Vị. Chẳng có con đường nào khác, Ngũ Thiếu Kỳ giáng xuống mặt nước một trưởng, mặt nước bắn lên một cột nước cao năm trượng ngũ thiếu kỳ nương theo phản lực của trưởng phong bay xéo sang bên đáp lên mặt lộ chân chưa đáp xuống thì đã nghe tiếng quát xé tai tiểu tử hãy tiếp chiêu rồi lập tức hai bên chỗ đáp xuống của chàng hai luồng trưởng lực cực kỳ mạnh mẽ ập tới tiếng nổ âm âm đó chính là tăng môn quyền của tả công tiêu và trưởng của lãnh diện diêm la phương tiêu công kích chàng ngũ thiếu kỳ hét lên một tiếng hai tay tung ra hai quyền theo thế lực cự kim ngưu trả đoạn. Bộp bộp hai tiếng vang lên, tả công tiêu bật lùi năm bước, còn phương tiêu thì văng ra cả tám thước, cố lắm mới đứng vững đật. Trong lúc đó ngũ thiếu kỳ thân hình lắc lư mấy cái rồi đứng thẳng lại. Cả ba người đều hít một hơi chân khí, đứng gồm gồm nhau mà chưa vội xuất chiêu. Lam Nhất Phong mồm phun phỉ phỉ bị bóm lội lên bờ. Ngạc nhiên nhìn ba người kia đứng đối diện nhau, rồi lộ vẻ vui mừng hắn bước đến đứng bên tạ công tiêu mặt mày gian xảo cậy nói hả hả lão đại tiểu tử kia bị trọng thương rồi tranh thổ tăng môn quyền tạ công tiêu đưa tay cản lam nhất phong lại gắng nở nụ cười nói giọng thẻo thảo yếu ớt há dễ ta và lão phương không bị nội thương sao lam nhất phong ghé tai tạ công tiêu thì thầm hai vị chỉ cần hư trương thanh thế để mình ta toàn lực tấn công tiểu tử ấy sắp tiêu đời rồi tam môn quyền lãnh ý gật đầu đưa mắt nhìn phương tiêu ra hiệu và phương tiêu hiểu ngay đưa tay lên chuẩn bị khởi chiêu. Ngũ thiếu kỳ nhìn cục diện và hiểu ngay ý đồ của Yến Sơn Tam Hữu, chàng ta hừ một tiếng lạnh lùng không nói gì. Tiểu tử ngay tan của ngươi đã đến, làm nhất phong hét to lên một tiếng, cất bước đi đến cách chàng ta tám bước thì dừng lại. Bỗng nhiên quyền trưởng của tả công tiêu và phương tiêu kẻ trước người sau cùng xuất thổ. Lam Nhất Phương thấy rõ cơ hội ngàn năm có một, cười một tiếng hiểm độc vận toàn lực học cả song chẳng đẩy ra một luồng kinh lực vô biên với tất cả sở học và công phu rèn rúa bấy lâu nay. Bỗng ngũ thiếu kỳ quát lên một tiếng như sấm nổ, hít mạnh một hơi chân khí, bỗng cảm thấy lồng ngực hơi đau chẳng biết mình đã cạn lực qua trận đấu với Nam Hải song kiếm và vừa mới đọ sức với Yến Sơn nhị hữu rồi. Lúc này đây không thể dùng nội lực để ngạnh công cẩn đấu được ngay lúc ấy quyền trưởng của yến sơn tam hữu đã ập tới ngũ thiếu kỳ chắn vã mồ hôi chẳng đột ngột xoay mình như một con mãnh hổ sông thẳng vào màn trưởng lực của phương tiêu xuất thế lãnh diện diêm la phương tiêu nội lực chưa hồi phục đâu có ngờ là ngũ thiếu kỳ đại công thẳng vào mình hoảng sợ vô cổng bùng một tiếng lãnh diện diêm la phương tiêu lãnh chọn hai quyền của ngũ thiếu kỳ bắn ngược ra sau hơn trưởng nhào lăn ra đất tang môn quyền và lam nhất phong bỗng thấy hoa mắt có một bóng người lay động cả hai kinh hãi không biết quyền trưởng của bản thân mình đang ráng vào đâu mà bên tai lại nghe tiếng gào thảm thiết của phương tiêu cả hai định thần nhìn lại thì thấy ngũ thiếu kỳ đã đứng xa ngoài pa trưởng cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hét lên một tiếng vung quyền xuất trưởng lao tới thấy thế ngũ thiếu kỳ vẫn đứng sững tại chỗ hít liền hai hơi chân khí sắc mặt lạnh lùng song trưởng từ từ đưa lên đẩy ra nghe một tiếng vút trưởng lực vừa xuất Trang chuyển hướng tập trung toàn bộ nội lực lên tả trưởng giáng thẳng vào Lam Nhất Phong. Còn hữu trưởng trầm xuống tiếp chiêu tăng môn quyển. Lão đại tả công tiêu bắn ra sau nửa trận té bỏ ra đất dãy dọa. Còn tả trưởng của ngũ thiếu kỳ với sức mạnh của lòng căm thù và công lực tuyệt thế đập thẳng vào Lam Nhất Phong. Hắn rú lên một tiếng thân hình bắn vọt ra sau hơn ba trận rơi phịch xuống mặt đất. Mồm phun ra một vòi máu tươi. Thân hình hơi giật giật rồi làm yên tắt thở. Ngũ Thiếu Kỳ đưa mắt nhìn thi thể Lam Nhất Phong rồi lại nhìn tả công tiêu và phương tiêu. Thở dài một tiếng chua xót rồi nhảy lên một trong ba con tuấn mã của Trấn Sơn Tam Hữu. Ngũ Thiếu Kỳ dục ngựa chạy thẳng về Thái Hành Sơn. Hồi thứ 24 Thi Ma Hắc Độc Ngũ Thiếu Kỳ dục ngựa theo đường cái lớn mà đi tới. Buổi sáng sớm một người đi lại chưa nhiều lắm nhưng vết tích của mọi thứ qua lại trên đường ghi lại thì vô số. Ngũ Thiếu Kỳ đuổi theo mọi nơi có đến nửa canh giờ thời gian mà cũng chẳng đuổi kịp hai kỵ sĩ kia. Chàng cảm thấy nóng ruột vô cùng nên chàng ra doi thúc cỡ chạy đến mức con Tuấn mã vã mồ hôi như tắm. Một lúc sau chàng phóng đến một ngã tư nơi con đường cái quan cắt một con đường đất đỏ. Chàng đứng đó phân vân chưa biết đi về hướng nào, mắt nhìn theo con đường đất đỏ chăm chú quan sát những dấu vết còn ghi trên mặt đường. Kỳ đệ, tiếng gọi của độc nương tử hoa như ngọc vang lên lộ vẻ vui mừng còn nàng thì đang dục ngựa lao nhanh tới bên cạnh nàng còn có nhất trận đại sư vậy thì đích xác người cùng vị yến sơn tam hữu bắt đi cùng với thiên hương tiên tử bạch tố hoa chắc chắn là phi vân trang chủ cổ ngân phong rồi độc nương tử hoa như ngọc ra roi thúc ngựa đến mắt nàng long lanh lệ sắc mặt vừa mừng vừa chưa tan nỗi lo âu khẽ kêu lên kỳ đại một tiếng nữa nghẹn ngào hoa thư thư ngũ thiếu kỳ cũng xúc động thốt lên kỳ đệ ta tìm ngươi đến khổ sở hoa như ngọc lại nói giọng vui mừng ngũ thiếu kỳ đưa mắt nhìn nàng thắm thiết nở nụ cười rồi chàng ta quay sang thi lễ với nhất trần đại sư rồi cả ba người vui vẻ mừng giữa nói cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong thời gian họ xa nhau thì ra nhất trần đại sư và hoa nhưng ngọc lại ở phía sau chẳng khi từ thị trấn nhỏ ấy, ra họ vẫn sau chàng chừng một dặm nhưng vì ngũ thiếu kỳ bị yến sơn tam hữu rộ vào rừng râu mà hai kẻ bắt cóc người kia mới tránh được chẳng Chúng vòng lại theo đường lớn chạy tới thì vừa gặp phải Hoa Như Ngọc và Nhất Trần Đại Sư đuổi đến. Nhờ có sương mù dày đặc nên chúng lại trốn thoát. Nhất Trần Đại Sư và Hoa Như Ngọc đang đuổi theo truy tìm thì vừa khi gặp được chàng. Nói đến đó thì Nhất Trần Đại Sư lại dục mọi người lập tức lên đường. Họ gấp rút đuổi theo cho đến giờ ngọ mà chẳng thấy tung tích gì của bọn kia. Lúc này họ đang đi trên một đồi hoang. Vừa qua khỏi đỉnh đồi thì họ thấy có một con sông rộng chừng hơn 10 trượng cắt ngang con đường đó là sông Trương, con sông chủ yếu của miền Hà Nam Sơn Tây. Từ xa họ nhìn thấy có một con thuyền lớn để vượt sông và từ trên bờ sông có hai con ngựa đang phi nhanh xuống. Đưa hai kỵ sĩ kịp lên chuyến đỏ sang sông. Hoa Như Ngọc từ xa nhìn thấy hai kỵ sĩ ấy thì vội kêu lên. Hỏng rồi bọn chúng sóc qua đó mất rồi. Ngũ Thiếu Kỳ cũng nhìn thấy rõ như vậy. Trên yên ngựa của bọn chúng có hai người nằm vắt ngang qua. Cả ba người ra roi dục ngựa phóng thẳng xuống đồi lao gấp về phía bến đỏ nhưng đã muộn rồi con thuyền đã sắp cập bờ bên kia hoa như ngọc không nén được cơn lo lắng kêu to lên nhà thuyền ơi quay lại quay lại đây ta thưởng cho nhiều tiền nào chẳng biết người điều khiển con thuyền có nghe tiếng nàng không mà con thuyền cứ nhắm thẳng bờ bên kia lướt tới thuyền cập bến nhà thuyền buộc nhau bắt đầu lên bến xong ngồi xuống lấy ra gói cơm ngồi ăn ngon lành ngũ thiếu kỳ đứng bên này xong nhìn qua mà tức muốn nổ con ngươi cả ba người nuốt hận nhìn hai người áo xanh dắt ngựa lên bờ lên ngựa phóng đi trước khi đi họ có vẻ vô ý quay lại nhìn sang ba người đứng bên này sông hoa như ngọc vừa kêu vừa mắng mà người chèo thuyền cứ lờ đi chậm rãi ăn mãi cả giờ mà chưa hết nắm cơm nhất trần đại sư khuyên độc nương tử hoa như ngọc hoa nữ hiệp đừng la mắng nữa nhà thuyền không phải là người của thái hành sơn bố trí ở đây thì cũng là người làm theo lợi lũ giặc ở thái hành sơn mà kiếm miếng cơm manh áo Nhất định người ấy đã bị hai tên ác tặc kia cảnh cáo rồi. Chúng ta chỉ có cách kiên nhẫn đợi mà thôi. Có gấp cũng không ích gì. Nghe lời khuyên của đại sư, Hoa Như Ngọc thôi không la mắng nữa mà hậm hực đứng nhìn qua bên kia bờ. Ngũ Thiêu Kỳ cũng bình tâm trở lại thở dài một tiếng. Đưa tay lên mặt vuốt mồ hôi và bụi đường. Bàn tay của chàng vuốt cả lớp vảy của những vết thương do gai táo cào xé khuôn mặt chàng. Đến lúc này chàng mới sực nhớ đến khuôn mặt mình giật thoát cả người. Nào ngờ sau khi chàng ta vuốt mặt thì Hoa Như Ngọc đưa mắt nhìn khuôn mặt chàng ôm bụng cởi rũ rượi. Hoa thư thư mặt đệ có gì thế? Ngũ Thiếu Kỳ hỏi. Hoa Như Ngọc cười đến tất cả tiếng. Ngoài lớp bụi vàng là khuôn mặt hoa con năm sọc. Vẫn còn ả à? Ngũ Thiếu Kỳ ngạc nhiên hỏi lại. Thấy nhất trần đại sư dạo xa xa Hoa Như Ngọc nói. Vẫn còn là một khuôn mặt mà Phan An cũng phải thèm. Không có các vết xẻo sao Ngũ Thiếu Kỳ hỏi nhỏ rồi chàng không tin ở sự thần kỳ đó đưa tay lên sàn nắn khuôn mặt mình quả là không có sẹo lẽ nào quy nguyên hoàn thần kỳ đến vậy chàng vừa bỏ tay ra thì hoa như ngọc lại bật cười đến ho sặc sụa ngũ thiếu kỳ bước đến bờ sông chàng vốc nước rửa sạch lớp bụi đường rồi xoay mặt mình xuống lòng sông quả nhiên khuôn mặt của chàng không có vết sẹo nào đẹp trai tuấn tú vô cùng ngũ thiếu kỳ vui mừng tột độ chàng quên hết mọi nỗi tức bực tự nhiên hai hàng nước mắt tuôn rơi hoa như ngọc ngạc nhiên ăn ủi chàng kỳ đệ có gì mà đau lòng đến vậy ngũ thiếu kỳ hít một hơi dài đem trận ác đấu với thái hành sơn chủ kể lại cho nàng nghe đọc nương tử hoa như ngọc nghe chuyện mà kinh ngạc vô cùng rồi chàng lại kể trận đấu với hải nam song long tối qua và ác đấu với yên sơn tam hữu sáng nay cho nàng nghe nghe chàng kể nàng đau xót vô cùng tưởng những điều mà chàng phải trải qua hoa như ngọc rơi lệ nói kỳ đệ ngươi chịu nhiều khổ ải quá ngay lúc ấy trước đó lại cập bến bên này từ trên thuyền một hán tử cao to tuổi độ 50, cặp mắt hung dữ dâu nhọn, mặt rắn nhảy vọt xuống. Kẻ ấy nhảy tới đưa mắt nhìn ngũ thiếu kỳ với vẻ hung dữ. Ngũ thiếu kỳ chỉ nghĩ tới sự an nguy của bạch tố hoa và nó nóng lấy nải thiên cang bí kíp nên đưa tay với gọi nhất trận đại sư. Lão sư phụ mời mau lại đây để qua đỏ. Người đầu rắn để trong dâu nhọn ấy thấy ngũ thiếu kỳ không hề để ý đến mình thì tỏ ra giận dữ coi khởi một tiếng rồi lại hừ lên một tiếng lạnh lùng tiếng hừ ấy vừa lạnh lùng vừa đầy uy lực khiến người khác thấy máu huyết muốn sôi lên điều đó khiến cho ngũ thiếu kỳ là cao thủ đã tự hàm dưỡng tâm trí ôn hỏa mà cũng cảm thấy khó chịu chàng đưa mắt nhìn qua người đầu rắn ác diện đó một cái ngươi chưa từng gặp ta mà tiểu tử kẻ ấy khiêu khích ta tin ngươi ở miếu thần hoàng rồi ngũ thiếu kỳ đáp ở miếu thần hoàng thì có ngưu đầu mã diện như vậy ngũ thiếu kỳ đã coi hắn là thứ gì rồi Tên đầu rắn ác diện ấy hét lên như sấm Tiểu tử ngươi phải chết Nghe tên người rắn ấy nói vậy Độc năng tử hoa như ngọc giận dữ quát lên Ác tặc kia ngươi hung hăng với ai đấy Tên ấy cất tiếng cười ghê giận một hồi lâu rồi từ từ đưa tay lên như muốn xuất chiêu. Vừa lúc đó một tiếng kêu hoảng hốt của nhất trần đại sư vang lên. Ngũ đại hiệp hãy hết sức chú ý. Ngũ thiếu kỳ hốt hoảng bắn lùi lại phía sau hơn ba trận đưa mắt nhìn xong trưởng của tên đầu rắn mà mặt biến sắc lập tức ngũ thiếu kỳ nhớ đến một nhân vật kỳ hung cực ác trên giang hồ đứng đầu tứ hung thi ma hắc kim cương lúc ấy hắn đưa bàn tay đen ngỏm lên hơi độc của thi thể người chết thối hoắc bay đi về hướng độc nương tử hoa như ngọc hoa như ngọc đang ở cuối gió muốn bay người tránh làn khí độc ấy thì cũng chỉ có nhảy xuống dòng sông mà nàng thì lại không hề biết bơi lặn nàng đang lưỡng lự thì hơi độc đã bay đến sọc vào mũi lập tức hoa như ngọc nàng thiếu nữ nổi danh dụng độc thấy ngực đau nhói đầu nhức mắt hoa kêu lên một tiếng ngạng ngay ra bờ sông tên đầu rắn ác diện ấy cười đảo giả đưa tay định chụp lấy người hoa như ngọc nói có thế chứ được cô nàng này cũng xứng một đời ngũ thiếu kỳ tái mặt vận thiên cang thần công lên phong kín thất khiếu huyệt đạo tung người đến chỗ hoa như ngọc đưa tay chụp lấy nàng ngay lúc ấy thì bàn tay của thi ma cũng chụp tới ha 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 tiểu tử ngươi mắc lừa rồi ta đang mong ngươi hành động như thế này đấy Thi ma cất tiếng cười đều cáng ngũ thiếu kỳ giật bắn cả mình thầm kêu khổ một tiếng hai chân vừa chạm đất thì liền điểm mạnh thân hình bắn xiên ra sau xéo xéo là là trên mặt đất như một mũi tên cũng ngay lúc ấy bàn tay chẳng cách không chụp lấy thân hình hoa như ngọc giật ngược lại phía ngực chẳng quả thật đây là một chiêu thức chàng đột nhiên nghĩ tới trong khi vội vàng nhảy lùi né tránh độc trảo của thi ma và quả thật không ngờ công lực của chàng đã đến mức xuất thần nhập hóa thân thể hoa như ngọc đang nằm dưới đất bỗng bay thẳng vào ngực ngũ thiếu kỳ chàng ta ôm chặt lấy nàng thân hình lăng không bắn xéo ra sau nhưng ngũ thiếu kỳ qua mấy ngày đêm kịch chiến công lực tốn hoa quá nhiều lúc này chàng lại vận đến tối cao công lực để cách công bắt lấy thân thể hoa như ngọc nên gần như tản lực chán toát mồ hôi đầu nặng chịu ngực tức mắt hoa chàng cố sức bật người ra sau thì cũng lúc ấy ngũ chỉ của thi ma cũng vừa chụp đến ngũ thiếu kỳ lảo đảo cả người cố gượng lắm mới đứng thẳng lại được mặt chàng bầm đen lại thổ ra hai bộ máu đen xỉ thi ma đứng thẳng người lên hai tay vỗ vào nhau bôm bốp lộ vẻ hoan hỉ nhìn nhất trần đại sư nói ta cũng không quá tay đâu để ngươi sống sót mà lo chôn cất bọn chúng nó lần sau gặp lại ta quyết không tha nói xong phi thân bay ngược xuống thuyền nhưng nhất trần đại sư đã thần tốc bay vọt người cả nó lại miệng niệm phật thiệu nói nghiệt chứ nghe để thuốc giải lại nếu không ngươi phải chết thì ma cười khởi một tiếng xong trưởng đen sĩ lại đưa lên từ từ bước lại phía nhất trần đại sư còn nhất trần đại sư thì từng bước từng bước lùi xéo sang bên thần sắc hết sức nghiêm trọng càng lúc trên đầu nhất trần đại sư bốc khói trắng càng bốc lên nhiều bàn chân lún sâu xuống lòng đất mỗi khi ông bước nhất trần đại sư đã đề vận mười phần công phu tuyệt học giỏi Lúc này cả hai chưa ai xuất thủ Nếu xuất thủ chắc chắn là kinh thiên động địa Lưỡng bại câu thương Thì ma rõ hung hiểm Nhưng thừa biết nhất Trần Đại Sư là cao thủ thượng thừa Từng là hành sơn trưởng môn nhân Sau ông chẳng còn có đệ tử khác Nên không dám liều lĩnh Riêng nhất Trần Đại Sư thì không biết đệ tử yêu của mình là Hàm Vân Phản chắc đã bị ngũ thiếu kỳ giết chết tại Phủ Vân Phong. Mà chàng cũng không muốn nói ra sợ ông ta buồn nên nhất trần đại sư đinh ninh đến nay mình vẫn còn có đệ tử yêu ấy cả hai cứ vậy chứ ai dám xuất thủ trước vì ai cũng sợ xa cơ nhất trần đại sư cứ lùi để giữ khoảng cách khỏi ngửi mùi khí độc nhưng ông lùi phía trên hướng gió nên không bị khí độc xâm nhập cơ thể cứ vậy có đến nửa canh giờ càng kéo dài thời gian thì thi ma càng hao tốn chân lực vì phải luôn luôn xuất độc khí uy hiếp đối phương cứ thế kéo dài trên một quãng đường đến hai dặm ngoài hai dặm ấy là một nhánh sông rộng ba trượng sau lưng nhất trần đại sư là nhánh sông ấy cách ông mười trượng khi ma nhìn thấy nhánh sông thì lộ vẻ hoan hỉ nhất trần đại sư nét mặt càng thêm nghiêm trọng vì ông cũng biết sau lưng mình có một chi lưu mà khi nãy đi tản bộ đã thấy còn năm trượng nữa họ đang nghe tiếng nước chảy róc rách từ nhánh sông vọng lên chán đại sư đã lộ những hạt mồ hôi lo lắng lùi thêm ba trượng nữa nhất trần đại sư đã thấy có hơi nước bốc lên mát lạnh sau lưng lùi rồi lại lùi cách nhánh sông năm ba bước nữa thôi một tiếng nắng chiếu xuống mặt nước phản chiếu trở lên nhất trần đại sư biết sau lưng mình một trượng là chi lưu sông rồi bước chân của thi ma tăng nhanh đột ngột bàn chân của nhất trần đại sư đặt lên cát sông ẩm ướt thời cơ đã đến không còn trần trừ được nữa mũi chân điểm mạnh xuống đất thân hình bắn vọt lên nhất trần đại sư tung mình bắn qua phía bờ kia nhánh sông với toàn bộ công lực mà không hề biết nhánh sông chỉ rộng có ba trượng đầu lúc ấy thi ma cũng tung người tới song trưởng tập trung toàn bộ chân khí giáng vào người nhất trần đại sư như đã liệu trước cùng lúc thi ma xuất trưởng thì nhất trần đại sư cũng vận đủ 12 thành công được của đại thừa thần trưởng đẩy ngược lại phía thi ma ầm một tiếng không gian nơi ấy như vỡ tung ra lão đại sư nhất trần như cánh diều đứt dây bay thẳng về phía trước hơn bảy trưởng kéo lăn xuống bãi cỏ mồm ứa máu hôn mê ngay thi ma hự lên một tiếng bắn lùi lại hơn ba trận, ngay còn ở trên không mồm đã phun ra một vòi máu té nhào xuống đất nhưng hắn lập tức đứng lên lảo đảo lắc lư như người mất hồn bước loạn trọng về phía biến đỏ vừa đi vừa nói mê sảng lão ấy lão ấy chết rồi hắn đã hết sức khít một hơi chân khí bước đi từng bước nặng nề nơi biến đỏ một kẻ mặt bự thịt co chân đá vào vai ngũ thiếu kỷ nói nhiệt xúc lúc nãy trông hung hăng lắm ai ngờ rồi hắn lại quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của độc nương tử hoa như ngọc tiếc ngẩn ngơ nói. Tiếc chết đi được nếu mà cô nàng còn sống, đem đến Dương Châu bán có thể được ngàn tấm, hai ngàn lượng chứ không ít hơn đâu. Bỗng nhiên sau lưng tên lái đỏ mặt bờ thịt ấy có tiếng nói, đi Vương Tam đi nào. Vương Tam quay lại nhìn thì mặt biến sắc, khoảng sợ chạy lại phía Thi Ma đang loạn trọng bước tới. Vương Tam vội đỡ Thi Ma đưa hắn lên thuyền, rồi khua chèo lập tức lướt thuyền vượt sông qua bên kia bờ Trương Hạ gió tây hưu hưu thổi mặt sông lăn tan sóng ánh tịch dương chiếu xuống khuôn mặt tái xám của mấy người nằm lăn trên bờ sông gió cuốn một đám cát bụi mịt mù phủ xuống đầu xuống mặt ngũ thiếu kỳ nhưng chàng ta vẫn nằm im không một cử động nhỏ hồi thứ hai mươi lăm lần vào hổ huyệt trên bến đỏ sông trương chiều tả hôm ấy có một thân người nằm bất động thân người ấy nằm ở đấy đã lâu rồi mà chẳng có ai để ý đến mà có ai đâu để mà chú ý đến người đó Chiều tà ai mà dám bén mảng đến bến đỏ này, họa may chỉ là lũ ác tặc ở Thái Hành Sơn hoặc những kẻ chán đời muốn mượn tay ác quỷ Thái Hành Sơn tế độ. Người nằm ấy là chàng trai trẻ Ngút Thiếu Kỳ, chẳng ai biết lúc ấy chàng còn sống hay đã chết rồi, từ sau một bóng người chậm chậm hướng về bến đỏ bước đến, người ấy mặt cúi xuống mà ánh mặt trời lại chiếu từ sau lưng chiếu tới nên chẳng trông rõ mặt nhưng chỉ nhìn tròng dâu bạc trắng tấm áo màu cho xám và vầng trán đầy nếp nhăn ta biết đó là một lão hòa thượng lão hòa thượng đã đến gần rồi lúc ấy cũng biết đó là nhất trần đại sư trưởng môn nhân hành sơn lúc này trong ông già thêm hàng chục tuổi sắc mặt tái mét chứng tỏ ông đã tốn rất nhiều công lực đến cách ngũ thiếu kỳ mấy trận ông đứng lại nhìn sắc mặt chàng trai lắc đầu lẩm bẩm hết rồi xong cả rồi ông muốn bước lại gần hơn nhưng ông cũng tàn lực rồi đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của cái đầu nữa ông lẩm bẩm hỏng rồi mình cũng hết rồi chỉ cần tiến thêm mấy trận nữa ông sẽ lấy được quy nguyên hoàn trong người ngũ thiếu kỳ và với linh dược đó nội thương của ông sẽ được chữa trị không những thế ông còn cứu được ngũ thiếu kỳ và hoa như ngọc nữa nhưng biết làm sao được dù tiến thêm mấy bước ông cũng không còn sức nữa nhất trần đại sư đau xót lẩm bẩm tiểu tử con trẻ quá không thể để hắn chết được nhưng nhất trần đại sư không đứng vững nữa ông ta ngã gục xuống miệng vẫn lẩm bẩm hài nhi không thể chết được rồi ông ta nằm im bất động không gian trên bến đò trương im lặng một cách thế lương tịch dương chìm sâu đỉnh núi xa xa đêm tối dần dần tối gió đêm thổi phần phật lạnh buốt bỗng nhất trần đại sư ngẩng đầu lên ông ta tỉnh lại rồi đôi mắt giả nuôi yếu ớt chú ý nhìn quần áo trên người ngũ thiếu kỳ bị gió thổi bay phần phật ông ta lẩm bẩm Hoài nhi ngươi chưa chết mà Thì ra đôi mắt già yếu ớt nhìn quần áo chẳng lay động Ông tưởng chàng nhích động chân tay nên nói như vậy Và chính nhờ niềm đó mà ông có thêm sức mạnh Tinh thần phấn chấn hẳn lên Ông có hết sức bỏ lại phía ngũ thiếu kỳ Chừng hay khắc thời gian sau đó Nhất Trần Đại Sư đến sát bên người ngũ thiếu kỳ Và lại gục ngã hôn mê lần nữa Lần này chỉ ít phút sau đó Nhất Trần Đại Sư tỉnh lại và cảm thấy bàn tay mình chạm vào mặt chàng trai lạnh ngắt ông lại đau đớn nói với chính mình tiểu tử đã chết từ lâu rồi ông đưa tay vào mũi chàng trai vẫn lạnh tanh không hơi thở ông thất vọng ruột tay trở lại và bỗng nhiên bàn tay chạm vào một vật nhỏ nhỏ cứng cứng trong áo chàng trai một tia hy vọng lóe lên ông đưa tay vào ngực áo chàng trai đặt lên buồng tim chàng rồi lần lấy ra chiếc bình ngọc nho nhỏ nhất trần đại sư chút ra ba hoàn thuốc ông cho vào miệng ngũ thiếu kỷ một viên tự nuốt một viên và cho vào miệng hoa như ngọc một viên. Sau khi dùng chỉ lực cậy hàm hai người kia cho quy nguyên hoàn vào xong, ông yên tâm nhắm mắt hít một hơi chân khí ngồi lên vận công dẫn khí đều dọc lực đi chữa thương. Đến canh hai nhất trần đại sư từ từ mở mắt và ông thấy bên ông trên bến đò lạnh lẽo thanh vắng này có hai người trẻ tuổi đang ngồi đó hành công chữa thương. Nhất trần đại sư vui mừng vô hạn, ông nở một nụ cười rồi lại nhắm mắt tiếp tục hành công điều tức một canh sau cả ba người đều mở bừng đôi mắt nhìn nhau như muốn tự giới thiệu ta vừa mới sống lại rồi họ đều hiểu mình từ quãi chết trở về là nhờ có quy nguyên hoàn nhưng người đã đem quy nguyên hoàn cứu mạng họ chính là lão thiền sư qua một đêm vận hành công lực vận hành dược lực chỉ thương trời và hừng đông thì họ cũng hoàn thành vận công điều tức nhìn con thuyền vô chủ nằm ở bên kia hoa như ngọc kêu lên không có người chèo lái làm sao có được sông Nhất Trần Đại Sư nhìn Ngũ Thiếu Kỳ trở đẩy. Ngũ Thiếu Kỳ nhìn những đợt sóng gợn trên mặt sông yên tĩnh suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó chàng bỗng khẽ reo lên rồi vụt đứng dậy. Ngũ Thiếu Kỳ nhảy vút tới phóng vụt lên một ngọn cây cao rộng lá đưa tay bẻ một cành khô to bằng bắp tay dài chừng 4 năm thước. Sau đó Ngũ Thiếu Kỳ nhảy xuống phía bờ sông. Chàng bẻ cành cây kia làm bốn đoạn ngắn cỡ chừng một thước. Rồi chàng ném những khúc cây ngắn ấy xuống lòng sông khúc này cách khúc kia chừng hơn hai trượng và khúc cuối cách bờ bên kia chừng hai trượng chàng quay lại nhìn hai người kia rồi hít một hơi chân khí phóng mình ra giữa dòng sông đáp xuống khúc cây gần bờ bên này nhất từ trên bờ sông hoa như ngọc kêu to lên kỳ nhi cẩn thận kẻo đáp trượt chỗ đấy ngũ thiếu kỳ khẽ nhún người bay vọt lên đáp xuống khúc cây thứ hai miệng nói to hoa như ngọc yên tâm đệ đã, đã liệu cả rồi và cứ thế phóng lên đáp xuống đúng năm lần chàng đã ở bờ sông bên kia nhất trần đại sư thở phào nhẹ nhõm ngũ thiếu kỳ cởi neo hướng mỗi thuyền ra giữa sông lướt nhanh chỉ thoáng chốc chàng đã đưa thuyền về bờ bên này mấy con ngựa từ đêm qua đã đi đâu mất rồi mang theo cả mấy bọc hành lý của họ ba người đánh lắc đầu lên thuyền qua bờ bên kia sau khi neo thuyền lại họ lên bờ đi lên đường lớn lúc này nhất trần đại sư hỏi ngũ thiếu hiệp ta phải làm sao đây hoa như ngọc đáp ngay lập tức lên cửu phong sơn đánh tan tác chúng nó đi nhất trần đại sư lắc đầu nói làm ổ như thế không ổn rồi rồi lại nhìn ngút thiếu kỷ chàng ta cau mày trầm ngâm suy nghĩ tử tốn nói qua ba trận ác chiến ngày hôm qua có thể xác định được là chúng đã mời được rất nhiều cao thủ thượng thẳng đến giúp đỡ phần chúng ta thứ nhất là lực lượng quá mỏng đơn độc thứ hai là bạch trưởng môn còn bị chúng khống chế Bây giờ chúng đã cho chúng ta đã chết bảy tay thi ma mà tương kế tự kế. Chúng ta phải che giấu hành tung và diện mạo theo ngõ sau mà vào núi tìm cách cứu cho được bạch môn trổ và cổ trang trổ. Sau đó thì ta đàng hoàng vào cửa trước mà đồng tâm hiệp lực phát động can qua, đánh cho chúng không còn một mống. Hay lắm, kế hoạch hay lắm, hoa như ngọc khen ngợi. Nhất Trần Đại Sư gật đầu đồng ý rồi niệm Phật hiệu nói. Còn phải giữ cái đức mà trời cho Xin ngũ thí chủ hay làm lễ xin ý trời Phật Giết người hết sức hạn chế Để cho người ta có con đường sống Mà sửa chữa lỗi lầm Mặc dù lúc này ngũ thiếu kỳ rất thấm tiếu lời Của nhất trần đại sư Nhưng sau đó khi lên đến ngũ hành sơn Thì sao chưa ai biết được nhưng có điều chắc chắn là chàng không giết người bờ bãi mà không có lý do bức xúc chính đáng. sau khi bản tính kỹ lưỡng họ bỏ đường cái lớn mà theo mé tây sông trương lên mãi họ vượt qua ngũ hương sơn vòng qua mười tám trại ở cửu phong sơn ngay trong đến khu núi nguyên thủy họ đói thì ăn thịt rừng khát thì uống nước suối mệt thì tìm khe đá gốc cây nằm nghỉ riêng ngũ thiếu kỷ biết rằng nay mai sẽ có những trận chiến đấu vô cùng khốc liệt nên hễ có thời gian là chàng tranh thủ rèn luyện võ công từ ngày lên đỉnh phù vân tới nay gần ba tháng ngũ thiếu kỳ đã năm lần uống quy nguyên hoàn để chữa thương mà cũng nhờ đó mà tác dụng gia tăng công lực của quy nguyên hoàn đã phát huy ở chẳng khiến công lực của ngũ thiếu kỳ tăng tiến không ngừng ngày này vượt qua ngày khác qua ba ngày họ tới được thạch đầu lĩnh sau cửu phong sơn họ dự tính đêm đến sẽ vào đại trại thám tính sau khi ăn uống no nê họ chia ba mũi đi tìm nơi bạch tố hoa và cổ ngân phong bị giam giữ hẹn nhau canh tư tập hợp ở lại trại người đầu tiên ra đi là ngũ thiếu kỳ nửa canh sau đến hoa như ngọc và nửa canh tiếp là nhất trần đại sư mặt trời vừa tắt thì ngũ thiếu kỳ đã đến ngọn núi đầu nguồn phía tây là tây vương mẫu phong chàng tìm chỗ dưỡng thân mà nhìn lên hai trại ác tặc chờ trời thật tối thì hành sự trời tối chẳng nên đến lưng chừng ngọn tây vương mẫu tên toàn phòng chưa kịp nhìn thì đã không bao giờ còn nhìn được nữa ngũ thiếu kỳ vọt lên đại sảnh đó chính là nhà của trại chủ bạch huyền huy trong sảnh đèn sáng như ban ngày giữa sảnh có bốn đại hán đang ngồi ai nấy đều thần sắc sung mãn ngồi giữa là một trung niên mắt sáng ngời ngời đôi tay rất dài có vẻ có công lực thâm hậu nhất trong đám hán tử tay dài uống một ngụm trà rồi nói với tên ngồi mé cháy lão tam lúc nào thì nhận ca lão tam khom người nói canh hai ai nhận ca đầu tiên lão tứ ca đầu lão tam hất đầu chỉ lão ngồi ngoài cổng hán tử tay dài nói Ba hiền đệ khi vào ca phải cẩn thận. Đại ca yên tâm, Chúng tiểu đệ không làm mất uy danh thông tí kim cương của đại ca đâu. Bọn đàn em khom mình đáp. Bạch Huyền Huy gật đầu nói. Các vị hiền đệ đã nói vậy thì ngu huynh rất yên lòng. Rồi gợi tiếp. Lão nhị nên đi sớm một tí để khỏi chế này. Cả ba tên kia đứng dậy chào rồi đi ra ngay. Ngũ thiếu Kỳ thắc mắc không hiểu chúng tiếp nhận ca nào tại đâu. Chàng vội vàng bước theo chúng ba tên ấy vừa đứng dậy ra ngoài thì nhằm đỉnh núi cao nhất chạy tới ngũ thiếu kỳ lẳng lặng lao theo vừa đi chúng vừa nói gì mà chàng không nghe rõ đỉnh cao ấy chính là cửu phong sơn ngọn núi chúa tại thái hành sơn đại trại đóng tại đó ba tên ấy qua mấy vòng gác bỗng lão tam hỏi lão nhị nhị ca có phải một hai hôm nay đại sư huynh của thi ma đến đây không đúng tên thi ma bị thương nặng làm cho đại sư huynh của y là âm ma bạch vô thượng rất tức giận lên đường tới đây ngay ngoài miệng thì báo thù cho sư đệ nhưng thực chất thì tiêu diệt hết các cao thủ trung nguyên đó theo dư luận thì cao thủ trung nguyên chỉ có kim ma sơn chủ của chúng ta và tiểu tử đã chết vậy chắc chắn là bạch vô thường phải tìm kim ma rồi đúng sơn chủ mời nam hải song kiếm yến sơn tam hữu âm sơn song sát và bọn thi ma hắc kim cương đến trợ lực đề phòng kim ma lại đoạt thiên cang bí kíp võ lâm lúc này ngũ tiêu kỳ hiểu thêm nhiều điểm nữa rồi lão tam bỗng hỏi đã xác định tiểu tử ấy đã chết sao còn có vẻ đề phòng giáo giết hơn thế này lão nhị nói tiểu tử tuy chết nhưng đại địch chưa trả hết kim ma thần long nghe nói đã xuất hiện ở bắc kinh tháng rồi không đề phòng giáo được ngũ tiêu kỳ lại thu thập thêm một tin quan trọng nữa chả lẽ chỉ vì một mình kim ma thôi à lão tứ hỏi không vẫn còn người khác nữa lão nhị nói tiếp do phi long chạy bắt hoa sơn trưởng môn mà thiếu lâm tử đã cử lũ tăng trọc do đạt ma bát kim cương cầm đầu mười tám la hán áp trận xuất sơn rồi chắc đã vượt qua hoàng hà rồi đấy ngoài thì chúng nói vì bất bình vụ bạch cô nương trưởng môn hoa sơn nhưng mục đích là đoạt võ đương mật kíp nhưng trang chủ lại bị thọ thương nặng phải dương thương năm ba tháng mới khỏi vì thế mà phải tăng cẩn đề phòng vậy là ngũ thiếu kỳ lại có thêm tin tức mới và hy vọng có thêm đồng minh nữa chỉ có một tin chủ yếu là Bạch Tố Hoa ở đâu thì vẫn chưa biết được. Phải làm thế nào để moi tin tức ấy đây? Lão nhị vừa dứt lời thì lão tam hỏi ngay. Nghe nói Hoa Sơn trưởng môn nào võ lâm đệ nhất mỹ nhân có phải không? Lão nhị nói giọng đều cắn. Ừ, nếu mà được lấy cô nương ấy làm thê tử thì xứng cả đời. Có chết cũng không tiếc nữa. Tiểu đệ cũng mong được như thế. Lão tam cười phụ họa. Lão tam lại hỏi nho nhỏ cô nương ấy bị nhốt ở đâu hết ca trực huynh để ta đi ngắm một tí lão nhị chưa nói thì lão tứ đã nói trước hình như ở phi long trại lão tam ngẩng đầu ngẹo cổ sang nhìn ngọn núi chìm trong sương mù hướng tây bắc và ngũ thiếu kỳ xác định ngay vị trí ấy mục đích chủ yếu đã đạt ngũ thiếu kỳ dừng lại rồi rời xa ba hán tử nọ nhằm thẳng phi long trại lao tới như điện chớp ngũ thiếu kỳ ước lượng cự ly thấy từ chỗ chẳng tới phi long trại chỉ độ mười dặm Đối với chàng cự ly ấy không có gì phải bận tâm. Phi Long trải xây dựng trên sườn chân núi, bên trái một cái động sâu vạn trượng, bên phải là vách núi cao năm trượng, chỗ trại đóng ở giữa. Trại chủ này quan hệ mật thiết với Yến Sơn Tam Hữu, đã bắt cóc trưởng môn nhân một phái này giữ tại trại mình, chứng tỏ thân phận không nhỏ, đó chính là đoạt hồn kim tiên phủ phi long uy trấn Thái Hành Sơn. Đoạt hồn tiên là do 36 sợi gân giao long bệnh thành, cứng hơn thép mềm mại như thần xả múa lên nghe như hổ gầm sấm động ghế người với bản lĩnh công phu cao tuyệt hắn vừa là phó sơn chủ lại kiêm luôn phi long chạy chỗ tuổi độ bốn mươi dáng như sư tử sức mạnh ngàn cân hắn đã từng giữ chức sơn chủ hai năm khi tiền lam đóng vai kim ma công phu của hắn chưa chắc thua tiền lam nhưng hắn làm phó sơn chủ chỉ vì là đệ đệ kết nghĩa với tiền lam mà thôi Nay Tiền Lam bị trọng thương nên Phù Long đảm nhận quyền sơn chủ và lấy Phi Long trại làm trung ương của Thái Hành Sơn Trung Nghĩa Đường. Khuôn mặt đen, dâu cứng như thép, thô lỗ cường trắng, chính tự tay hắn bắt hoa sơn trưởng muôn nhân Bạch Tố Hoa. Thấy trang tuyệt sắc gia nhân này, Phi Long nổi máu cuồng dâm quyết chiếm hữu nàng, ăn tươi nuốt sống đó hoa chảy cho ấy mà không đem nộp cho Thái Hành Sơn chủ. Hắn nhốt nàng vào một gian mật thất dưới hầm, giao cho một mụ mộ già khuyên giải dụ dỗ nàng trao thân cho hắn. Còn phi vân trang chủ cổ ngân phong thì nhốt tại trung nghĩa chạy Biết nàng lọt vào tay phủ phi long nên ngũ thiếu kỳ toàn tâm toàn ý tìm cách giải cứu nàng càng sớm càng tốt. Vì chậm trễ giờ phút nào thì nàng khó thoát khỏi con quỷ háo sắc đấy. Chàng nhẹ nhàng lên đến phi long chạy nép mình nhìn vào đại sảnh đường. Giữa sảnh đường một đại hán mặt đen đang ngồi đó. Trên góc cái bản lớn phía trước mặt y là một binh khí kỳ quái. Ngũ thiếu kỳ rung động trong lòng lẩm nhẩm đoạt hồn kiếm. Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 7 tiểu thuyết Bắc đầu thất tinh của tác giả Tư Độ Yên Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký Và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các clip tiếp theo